Trong buổi tối huyền ảo ở Istanbul, có lẽ sẽ chẳng ai có thể ngờ được rằng một Liverpool đang tràn đầy sự tự tin với hành trình ở Champions League lại bị AC Milan dẫn trước tới 3 bàn chỉ sau 45 phút trong trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. Ngay trước sinh nhật tuổi thứ 25 của mình, người đeo trên tay tấm băng đội trưởng của The Kop cúi gằm mặt bất lực trong ngày mà chắc chắn chàng trai này muốn dành tặng cho bản thân lẫn người hâm mộ một chiếc vô địch. Trên khán đài, những cổ động viên của Liverpool chắc cũng chẳng thể tin được vào mắt mình rằng đội bóng mà họ yêu lại gãy vụn nhanh đến vậy trước sức ép tới từ AC Milan. Nhưng có lẽ cho đến mãi sau này, những gì diễn ra ở 45 phút sau đó sẽ mãi được khắc ghi trong ký ức của người đội trưởng 25 tuổi khi đó của Liverpool, không ai khác chính là Steven Gerrard. Bất kể một cổ động viên nào có mặt ở Istanbul ngày hôm đó có lẽ cũng sẽ chẳng thể tin được rằng họ lại được trải qua một chuyến tàu lượn cảm xúc khó quên đến vậy trong buổi tối định đoạt ngôi vương của sân chơi danh giá bậc nhất lục địa giả. Át hẳn ai cũng sẽ tò mò rằng điều gì đã khiến cho tinh thần của cầu thủ Liverpool lên cao đến vậy chỉ sau khoảng 15 phút giờ nghỉ giữa hiệp. Dường như hình ảnh rệu rã và thiếu sức sống trong hiệp 1 đã hoàn toàn biến mất khi nhìn vào những gì mà Rafael Benitez cùng các học trò thể hiện ở hiệp thi đấu thứ hai. Giữa vòng vây của những cái bóng áo trắng chữ danh, giữa vòng cấm nơi có sự xuất hiện của những Paolo Maldini, Jaap Stam cùng với Alexander Nesta, một cái bóng áo đỏ bật lên để mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1 dành cho The Kop, dù không phải phong cách ghi bàn sở trường. Nhưng bàn thắng đó của Gerrard lại mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng để giúp cho những người đồng đội cũng như các cổ động viên được thắp lại ngọn lửa hy vọng khi mà thời gian của trận đấu là vẫn còn. Trên chính nét mặt của người đội trưởng năm đó cũng không hề cho thấy bất kỳ sự sợ sệt hay nao núng nào, mà thay vào đó là sự quyết tâm, là tinh thần chiến đấu mà anh muốn truyền tải cho những người đồng đội xung quanh của mình. Tôi đã được nghe những câu chuyện từ truyền cảm hứng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp từ người đội trưởng của mình. Đó là những gì mà Dibre Cisse đã chia sẻ khi nhớ về một trong những trận đấu có thể được xem là điên rồ nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người Pháp. Có lẽ khi ngồi trên băng ghế dự bị, Cisse cũng sẽ chẳng thể tin được rằng đội bóng của tiền đạo này lại có thể đảo ngược tình thế chỉ trong vòng 6 phút với những bàn thắng của Smithson và Alonso. Cậu ấy nói rằng bản thân là một người Liverpool và sẽ làm mọi thứ vì đội bóng. Cậu ấy không muốn chứng kiến đội bóng của mình thi đấu và bị sỉ nhục như vậy. Gerrard cũng nói thêm rằng nếu toàn đội có thể ghi bàn trong 15 phút đầu tiên thì có thể giành được chiến thắng chung cuộc và chính cậu ấy sẽ là người ghi bàn thắng đầu tiên. Có lẽ trên thế giới sẽ chẳng có nhiều cầu thủ có được sự tự tin tuyệt đối như Gerrard về cơ hội của chính anh cũng như đội bóng của mình khi đã bị dẫn trước tới 3 bàn ở hiệp đấu đầu tiên. Và người hâm mộ cũng hoàn toàn thể hoài nghi rằng Gerrard có phải một người du hành thời gian hay không, bởi mọi diễn biến diễn ra sau đó trong hiệp thi đấu thứ hai đều diễn ra đúng như những gì mà tiền vệ người Anh miêu tả. Cisse khi hồi tưởng về trận đấu ngày hôm đó cũng tiết lộ rằng Gerrard đã yêu cầu đội ngũ ban huấn luyện cùng dàn nhân sự đội bóng rời khỏi phòng thay đồ để anh có không gian riêng cùng những người đồng đội. Chúng ta sẽ chẳng thể biết được rằng số 8 của The Kop đã nói gì trong quãng thời gian đó, nhưng những gì diễn ra trên sân đã trở thành những khoảnh khắc kinh điển mà người hâm mộ biết được rằng ảnh hưởng của Gerrard tới màn trình diễn đó là rất lớn. Từ cái cách mà The Kop có được 3 bàn thắng chỉ trong vòng chưa tới 10 phút cho tới khoảnh khắc đùi đếch vững vàng trước cú đánh đầu cận thành của Shevchenko. Và nhìn cái cách mà Steven Gerrard thi đấu đầy tự tin trước Seedorf, Pirlo cùng Gattuso, các Liverpoolian có lẽ cũng nhận ra rằng chẳng ai có thể phù hợp hơn số 8 này cho tấm băng đội trưởng của đội bóng. Mọi người có biết không, bởi khi hiệp 1 khép lại, tôi thực sự đã nghĩ rằng mình sẽ khóc sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Nhưng sau cùng thì chúng tôi đã không thể bị đánh bại. Trong niềm vui sướng tột cùng, đó là những gì mà Gerrard đã chia sẻ khoảnh khắc mà anh chính thức bước lên đỉnh cao của đấu trường châu lục. Và cho tới mãi sau này, những gì đã diễn ra trận chung kết hôm đó chắc chắn sẽ còn là một trong những dấu mốc đáng tự hào bậc nhất của Gerrard nói riêng cùng Liverpool nói chung. Dấu mốc mà người hâm mộ vẫn luôn nhớ tới bằng cái tên đêm Istanbul huyền ảo. Nhưng tất nhiên Steven Gerrard sẽ không thể trở thành huyền thoại được yêu quý bậc nhất lịch sử Liverpool chỉ bằng buổi tối tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm đó. Để rồi khi nghe được câu chuyện về sự khởi đầu của Steven Gerrard với trái bóng tròn, người hâm mộ chắc chắn sẽ còn cảm thấy ngưỡng mộ hơn với những gì mà tiền vệ này đã đạt được xuyên suốt sự nghiệp của mình. Vốn dĩ, Gerrard không được sinh ra với cái được coi là tố chất bẩm sinh với môn thể thao vua như nhiều danh thủ khác có được. Cậu bé Gerrard thuở nhỏ đã được gửi tới học viện của Liverpool khi mới chỉ 8 tuổi, nhưng ở thời điểm đó thì không nhiều người đánh giá cao khả năng của cậu bé được sinh ra tại Wiston. Thậm chí ở thời điểm đó, Gerrard chỉ được coi là một cậu bé coi bóng đá giống như bộ môn thể thao giải trí đơn thuần, chứ không hướng đến việc coi đây là một bước đi nghiêm túc cho sự nghiệp tương lai. Trong những năm tháng gắn bó với đội trẻ của Liverpool, Gerrard đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi không thể thực sự trở thành sự lựa chọn được xem là có tiềm năng phát triển của đội bóng. Thậm chí đã có những lúc chàng trai trẻ sinh năm 1980 khi đó phải đi tập nhờ ở một vài học viện trẻ khác. Và bạn có tin được không nếu Gerrard đã từng có quãng thời gian thử việc ở học viện Manchester United?
Tôi đã từng có 2 trận đấu thử việc cho màu áo United. Sau khi thấy tôi đã thi đấu khá ổn, họ đặt lên bàn đàm phán bản hợp đồng chuyên nghiệp có thời hạn 3 năm. Tôi cũng đã được gặp huấn luyện viên huyền thoại của họ và ăn tối cùng ông Ferguson. Tôi lắng nghe những chia sẻ thời điểm đó của họ về chính tôi, nhưng cũng xác định rằng mình sẽ không bao giờ ký hợp đồng với United. Trong cuốn tự truyện của mình, chính cựu danh thủ người Anh cũng tiết lộ rằng việc tới Man United thử việc thực chất chỉ là động thái để anh gây áp lực với ban lãnh đạo Liverpool với hy vọng có được một bản hợp đồng chuyên nghiệp. Nhưng dường như chừng đó, hành động vẫn là không đủ để khiến cho thượng tầng của đội chủ sân Anfield chú ý đến một chàng trai trẻ đang rất muốn dốc sức cống hiến cho đội bóng đại diện cho nơi anh được sinh ra. Đã từng có thời điểm mà thể trạng của chàng trai trẻ người Anh khi đó được đánh giá là không đủ điều kiện để có thể đáp ứng được môi trường thi đấu đỉnh cao. Khi mà Steven Gerrard đang phải đối mặt với viễn cảnh phải rời Liverpool vì không đủ điều kiện về mặt thể chất là lúc mà vị cứu tinh xuất hiện. Huấn luyện viên Gerard Houllier khi đó đã quyết định đôn chàng trai trẻ nhỏ bé từ đội trẻ lên đội 1 với hy vọng có thể tìm kiếm được một làn gió mới trong quá trình chuyển giao thế hệ. Để rồi bước ngoặt đã tới khi mà chàng trai 19 tuổi được lựa chọn để thay thế cho Jamie Redknapp vì chấn thương và đó cũng có thể được xem là thời khắc lịch sử ảnh hưởng trực tiếp tới đội chủ sân Anfield sau này. Tôi đã từng là đội trưởng của đội bóng trường học và tôi cũng thường đi tới Anfield để theo dõi Liverpool thi đấu. Tôi đã xem bạn thi đấu cùng chiếc băng đội trưởng trên tay và tất nhiên ước mơ của tôi sẽ là một ngày nào đó được đeo chiếc băng đó trong màu áo đội bóng tôi yêu. Và tất nhiên những gì đã diễn ra sau đó đã trở thành dấu mốc bất diệt đối với những người hâm mộ của sân Anfield. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Steven Gerrard đại diện cho sự trung thành cũng như ý chí quyết tâm của The Kop dù có rơi vào bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Những gì diễn ra ở đêm Istanbul năm 2005 chỉ là một đại diện điển hình cho rất nhiều những dấu mốc khác mà tiền vệ người Anh đã thiết lập được cùng với lữ đoàn đỏ. Nhưng chính buổi tối tại Thổ Nhĩ Kỳ năm đó đã trở thành bệ phóng để Gerrard được nâng tầm và trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của lục địa già thời điểm bấy giờ. Xuất sắc là vậy, nhưng đã từng có một vĩ nhân của làng túc cầu cho rằng Steven Gerrard chỉ là một cầu thủ bình thường và khó có thể vươn tới đẳng cấp của những ngôi sao hàng đầu. Và người đã đưa ra những nhận định đó chính là huyền thoại của đội bóng mà tiền vệ người Anh có nhiều ác cảm nhất trong sự nghiệp của mình là Sir Alex Ferguson. Nhưng nhìn vào cái cách mà số 8 huyền thoại này thể hiện trên sân cỏ, các cổ động viên cũng sẽ thật khó để có thể tìm ra đâu là vị trí mà Gerrard thi đấu ấn tượng nhất trong sự nghiệp của mình. Bởi đơn giản tiền vệ người Anh đã tỏ ra quá toàn diện và dường như anh sẽ sẵn sàng để có mặt cũng như đảm đương bất kỳ vị trí nào ở trên sân. Chỉ cần điều đó có thể giúp ích cho đội bóng, mọi người sẽ nhớ về Gerrard bởi những cú sút xa uy lực có thể khiến cho bất kỳ thủ môn nào cũng sẽ phải chịu khuất phục. Nhưng hãy nhớ mà xem, bàn thắng khởi nguồn cho cú lộ ngược dòng kinh điển tại Istanbul đến từ một pha đánh đầu của chính tiền vệ người Anh. Và tất nhiên, người hâm mộ sẽ nhớ về tiền vệ người Anh bởi rất nhiều những khoảnh khắc ấn tượng khác nữa. Đối với những người thầy, những người đồng đội đã từng có cơ hội làm việc với cựu tiền vệ người Anh, một nhận định chung mà chúng ta có thể dễ dàng thấy được chính là ai cũng sẽ đều công nhận tài năng của số 8 này là điều khó ai có thể so bì được. Daniel Sturridge đã từng chia sẻ rằng phải tập với Gerrard hàng ngày thì bạn mới hiểu được rằng anh ấy có thể làm mọi thứ với trái bóng. Nhưng với vị thế của một người đội trưởng, điều khác biệt lớn nhất mà Gerrard có thể tạo ra chính là truyền đạt ý chí chiến thắng, truyền tải nguồn cảm hứng thi đấu mà anh có được tới những người đồng đội xung quanh. Chính nhân chứng của Istanbul huyền thoại là huấn luyện viên Rafael Benitez đã từng có những lời bộc bạch rằng sẽ chẳng có cách nào để yêu cầu Gerrard chạy ít đi hay thi đấu với nhiệt huyết ít hơn cả. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Steven Gerrard không thể giúp cho Liverpool chạm tới đỉnh cao của Premier League, nhưng đó không phải lý do để người hâm mộ có thể đánh giá thấp những đóng góp của anh dành cho đội bóng. Số 8 huyền thoại của sân Anfield chính là người duy nhất từng ghi bàn trong 4 trận chung kết bao gồm chung kết Cup FA, Cúp Liên đoàn, Cúp UEFA cùng với chung kết Champions League. Và với vị trí thứ 3 trong top những cầu thủ khoác áo Liverpool nhiều nhất trong lịch sử, chẳng ai có thể phủ nhận những đóng góp của tiền vệ người Anh cho hành trình khẳng định vị thế của The Kop ở cả đấu trường quốc nội lẫn sân chơi châu lục. Dù cho cú trượt chân định mệnh ở mùa giải 2014 sẽ còn là câu chuyện được người hâm mộ nhắc đến, giống như một ký ức mà Gerrard sẽ chẳng bao giờ muốn nhớ tới. Nhưng với những người hâm mộ của Liverpool, bất kỳ ai cũng hiểu rằng đó chỉ là một tai nạn và sẽ chẳng ai trách số 8 huyền thoại sau những gì mà anh đã cống hiến cho lữ đoàn đỏ. Cho tới lúc này có lẽ cũng sẽ còn rất nhiều Liverpoolian mong rằng sẽ có một ngày mà Steven Gerrard trở lại với sân Anfield để đảm nhiệm một vai trò trong thành phần ban huấn luyện. Và nếu ngày đó thực sự trở thành hiện thực, chức vô địch Premier League có lẽ sẽ là mục tiêu quan trọng nhất mà The Kop hướng tới, giống như sự tri ân cho quãng thời gian cống hiến của tiền vệ người Anh thời vẫn còn tung hoành trên sân cỏ xứ sở sương mù.